Chào mừng các em đến với giờ học giáo dục công dân khối 8. Ôn tập học kỳ 2 đối với bộ môn giáo dục công dân. Chúng ta sẽ học 4 bài, gồm có bài 13 phòng chống tệ nạn xã hội, tích hợp bài 16 và bài 17 quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác, và bài nghĩa vụ tôn trọng bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng, bài 18 quyền khiếu nại tố cáo của công dân. Chúng ta cùng nhau đi vào phần lý thuyết. Bài 13 phòng chống tệ nạn xã hội. Thế nào là tệ nạn xã hội? Tệ nạn xã hội bao gồm những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật, gây hậu quả xấu về mọi mặt. Chúng ta cùng nhau đi vào trọng tâm của bài phòng chống tệ nạn xã hội, đó là nêu tác hại của tệ nạn xã hội. Thứ nhất, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tinh thần và đạo đức, làm tan vỡ hạnh phúc gia đình, gây rối loạn trật tự xã hội, làm suy thoái giống nòi, dân tộc. Ma túy, mại dâm là con đường ngắn nhất dẫn đến HIV, AIDS. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu phần quy định của pháp luật đối với tệ nạn xã hội. Vậy thì pháp luật nghiêm cấm điều gì? Thứ nhất, tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm việc sản xuất, tàn trữ, vận chuyển, mua bán ma túy, v.v. Người nghiện ma túy bắt buộc phải cai nghiện. Nghiêm cấm mại dâm, dụ dỗ hoặc dẫn dắt mại dâm. Pháp luật có những quy định như thế nào đối với trẻ em? Thứ nhất là không được đánh bạc, hút thuốc, uống rượu, dùng chất kích thích. Thứ hai, nghiêm cấm lôi kéo, dụ dỗ trẻ em vào con đường tệ nạn xã hội. Vậy thì trách nhiệm của học sinh như thế nào đối với việc phòng chống tệ nạn xã hội? Học sinh phải biết sống lành mạnh, biết giữ mình, tuân theo các quy định của pháp luật và tích cực tham gia các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài kế tiếp, bài 16, quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác. Vậy thì thế nào là quyền sở hữu? Quyền sở hữu tài sản của công dân là quyền của công dân, tức là chủ sở hữu, đối với tài sản thuộc sở hữu của mình, bao gồm các quyền, ví dụ như là quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt. Pháp luật quy định về quyền sở hữu của công dân. Vậy thì công dân có quyền sở hữu về những cái gì? Thứ nhất, về thu nhập hợp pháp. Thứ hai, của cải để dành. Thứ ba, nhà ở. Thứ tư, tư liệu sản sinh hoạt. Thứ năm, tư liệu sản xuất. Thứ sáu, vốn và tài sản khác trong doanh nghiệp hoặc trong tổ chức kinh tế. Vậy thì pháp luật quy định về nghĩa vụ của công dân như thế nào? Công dân có nghĩa vụ tôn trọng quyền sở hữu của người khác, không được xâm phạm tài sản của cá nhân, tổ chức, tập thể và nhà nước. Nhặt được của rơi phải trả lại chủ sở hữu. Vay nợ phải trả đủ, đúng hẹn, bảo quản và trả lại cho chủ sở hữu. Nếu làm hỏng, phải sửa chữa hoặc bồi thường. Đối với bài quyền sở hữu tài sản cũng như là nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác thì trách nhiệm của nhà nước cũng như trách nhiệm của công dân như thế nào? Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về trách nhiệm của nhà nước. Đó là nhà nước phải công nhận và bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp của công dân. Thứ hai, đối với của công dân thì công dân phải đăng ký quyền sở hữu, vì đó là cơ sở để nhà nước có thể công nhận và bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp của mình. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài số 17, nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng. Thế nào là tài sản nhà nước và lợi ích công cộng? Tài sản nhà nước là tài sản thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước thống nhất quản lý, điều 17 Hiến pháp 92. Lợi ích công cộng là những phúc lợi, những điều cần thiết, có ích cho mọi người, cho xã hội, như các công trình công cộng, công trình phúc lợi, cầu đường, nhà văn hóa, v.v. Vậy thì ý nghĩa của việc tôn trọng cũng như bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng như thế nào? Thứ nhất, chúng ta phải biết rõ là
tài sản nhà nước và lợi ích công cộng, nó là cơ sở vật chất của xã hội để phát triển kinh tế và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Vậy thì nghĩa vụ của công dân như thế nào đối với việc tôn trọng và bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng? Thứ nhất là phải tôn trọng và bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng, Điều 78 Hiến pháp 92. Kế tiếp, không được xâm phạm, lấn chiếm, phá hoại hoặc sử dụng vào mục đích cá nhân tài sản của nhà nước và lợi ích công cộng. Những người được nhà nước giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thì phải giữ gìn, bảo quản, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, không tham ô, lãng phí. Vậy thì trách nhiệm của nhà nước như thế nào? Thứ nhất, nhà nước phải ban hành và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật. Thứ hai, tuyên truyền giáo dục và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm. Bài 18. Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân. Thế nào là quyền khiếu nại? Quyền khiếu nại là quyền của công dân đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại các quyết định hành chính, hành vi hành chính khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính đó trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Thế nào là quyền tố cáo? Quyền tố cáo là quyền của công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức. Vậy thì hình thức khiếu nại cũng như tố cáo như thế nào? Đối với khiếu nại thì có thể trực tiếp hoặc là gửi đơn đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Đối với tố cáo cũng có thể trực tiếp hoặc gửi đơn đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. Quyền khiếu nại và tố cáo là một trong những quyền cơ bản của công dân được ghi nhận trong hiến pháp và các văn bản pháp luật. Vậy thì trách nhiệm của nhà nước như thế nào? Thứ nhất, nhà nước phải ban hành luật khiếu nại, tố cáo, nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, tố cáo. Trách nhiệm của công dân: trung thực, khách quan, thận trọng, không được lợi dụng để vu khống, vu cáo, làm hại người khác. Cô và các em sẽ cùng nhau đến với phần bài tập. Trước tiên chúng ta sẽ giải bài số 6 trang 37. Em đồng ý hoặc không đồng ý với những ý kiến nào sau đây? Vì sao? A. Những người mắc tệ nạn xã hội thường là những người lười lao động, thích hưởng thụ. B. Thấy người buôn bán ma túy thì nên lờ đi, coi như không biết. C. Không mang hộ đồ vật của người khác khi không biết rõ là gì, cho dù được trả nhiều tiền. D. Dùng thử ma túy một lần thì cũng không sao. E. Tuyệt đối không quan hệ với người nghiện ma túy vì sẽ bị lây nghiện và mang tiếng xấu. F. Pháp luật không xử lý những người nghiện và mại dâm vì đó chỉ là vi phạm pháp luật. G. Tích cực học tập, lao động, hoạt động tập thể sẽ giúp ta tránh được tệ nạn xã hội. H. Hút thuốc lá không có hại vì đó không phải là ma túy. Y. Ma túy, mại dâm là con đường lây nhiễm bệnh xã hội, đặc biệt là nhiễm HIV, S. G. Tệ nạn xã hội là con đường dẫn đến tội ác. Đáp án: em đồng ý với những ý kiến câu A, câu C, câu G, câu Y, câu Z. Em không đồng ý với những ý kiến câu B, câu D, câu F, câu E. Bài tập kế tiếp, bài số 1, trang 49. Giờ ra chơi, các bạn nam lớp 8B rủ nhau đá bóng trong sân. Đang hăng say, Hùng sức mạnh, quả bóng bay chệch về phía lớp học, làm vỡ cửa kính. Thấy thế, cả đám liền bỏ chạy. Em hãy nêu ý kiến của mình về việc làm của các bạn nam lớp 8B. Đáp án của cô: việc các bạn lớp 8B đá bóng trong sân trường là sai với nội quy của nhà trường.
là không được đá bóng trong sân vì xung quanh là những dãy lớp học. Kế tiếp, khi mà bạn Hùng rước bóng làm vỡ cửa kính, có nghĩa là bạn Hùng đã làm hư hỏng tài sản của nhà trường. Hùng và các bạn phải có trách nhiệm trước việc làm của mình, nhưng lại bỏ chạy trốn để tránh trách nhiệm là sai. Các bạn nam lớp 8B phải tự kiểm điểm nhận lỗi về hành vi của mình và có trách nhiệm bồi thường cho nhà trường. Chúng ta sẽ cùng nhau giải tiếp bài số 2 trang 52. Khi phát hiện thấy Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị Bình vượt quá thẩm quyền, ông Ân, hàng xóm nhà chị Bình, có quyền khiếu nại quyết định trên của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận không? Vì sao? Đáp án: căn cứ vào những điểm khác nhau của quyền khiếu nại, tố cáo, thì ông Ân không có quyền khiếu nại bởi vì ông chỉ là hàng xóm và không có quyền cũng như lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết định xử phạt hành chính của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận. Sau đây là câu hỏi lý thuyết. Em hãy xác định từng trường hợp dưới đây thuộc loại tài sản nào công dân có quyền sở hữu hợp pháp. Ở đây chúng ta có hai ô, một bên là quyền sở hữu tài sản, một bên là loại tài sản nào. Thì ở đây các em chỉ cần thuộc bài 16 quyền sở hữu hợp pháp của công dân thì các em sẽ giải được bài tập này. Chào tạm biệt các em, chúc các em học tốt.